Xin chào quý nhà đầu tư. Ngài Warren Buffett hàng ngày đọc hàng chục báo cáo tài chính, mỗi năm ông ta đọc hàng nghìn báo cáo tài chính của hàng nghìn doanh nghiệp và từ đó rút ra được những cái cơ hội đầu tư rất là hiệu quả của mình trong suốt cái quá trình đầu tư 50 năm qua. Vậy báo cáo tài chính trong cái việc đầu tư cổ phiếu nó quan trọng như thế nào? Nó có từng hữu dụng ra sao? Thì hôm nay tôi và quý vị và các bạn cùng nhau tìm hiểu về năm cái cấp độ đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Trước tiên là về cấp độ thứ nhất. Đó là hiểu các cái khoản mục trong báo cáo tài chính, bao gồm một là hiểu cách lập báo cáo tài chính như thế nào. Ví dụ công ty góp vốn để thành lập lên một doanh nghiệp, mọi người góp vốn thì khi đó nó sẽ phản ánh vào báo cáo tài chính ra sao. Ví dụ góp vốn bằng tiền mặt chẳng hạn, thì ở bên phía phần tài sản thì phần tiền mặt nó sẽ hiện lên và nguồn vốn đó là vốn chủ sở hữu. Còn nếu không phải góp vốn bằng tiền mặt thì sao? Nếu góp vốn bằng tài sản cố định chẳng hạn thì ở bên mảng tài sản thì phần tài sản cố định sẽ tăng lên và phần vốn chủ sở hữu ở bên nguồn vốn sẽ tăng lên, ví dụ như thế chẳng hạn. Hay là bán hàng chịu thì ghi ra sao, doanh nghiệp ghi vào báo cáo tài chính như thế nào, rồi là công ty làm ăn tốt lãi lớn thì phản ánh vào đâu, hay là công ty có thu được dòng tiền rất lớn từ cái hoạt động kinh doanh thì khi đó nó phản ánh một cách như thế nào trong báo cáo tài chính. Thì đấy là ở cái phần 1 của cấp độ 1. Phần thứ hai đó là ở cái cấp độ hiểu các khoản mục trong báo cáo tài chính. Đó là nhận diện được cái kết cấu báo cáo tài chính gồm những cái phần nào. Cân đối kế toán gồm những gì? Ví dụ ở đây cân đối kế toán gồm có một bên là tài sản, một bên là nguồn vốn. Nguồn vốn thì lại gồm nợ và vốn chủ sở hữu. Trong nợ lại có nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu lại có rất nhiều các cái thành phần. Ví dụ vốn góp của chủ sở hữu là cái gì? Thặng dư vốn cổ phần là cái gì? Nó có tác dụng gì? Và nhìn vào đây có thể đánh giá cổ phiếu như thế nào? Rồi là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là bao nhiêu? Cái này có thể nói lên điều gì về doanh nghiệp? Ví dụ các doanh nghiệp tốt chẳng hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của nó rất lớn. Rồi là các doanh nghiệp có thặng dư vốn cổ phần lớn thì vì sao? Nó có tốt hay không? Rồi là vốn chủ sở hữu nói lên cái gì? Đó là chúng ta cần phải nhận diện được cái kết cấu của nó. Rồi trong phần tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn thì nó có cân đối hay không? Nó có thanh khoản hay không? Hay nó có hàm ý rằng là công ty tương lai có thể tăng trưởng và phát triển hay không? Thì đấy là hiểu các cái khoản mục trong báo cáo tài chính. Đó. Rồi hay là về báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu nó từ đâu? Giá vốn hàng bán như thế nào? Lợi nhuận gộp là bao nhiêu? Và doanh thu tài chính nó đến từ đâu? Chi phí quản lý doanh nghiệp bán hàng như thế nào? Thì khi chúng ta hiểu được cái kết cấu này thì chúng ta cũng sẽ đánh giá được một phần về cái báo cáo tài chính trong đầu tư cổ phiếu. Và phần thứ ba trong cái cấp độ 1 này đó chính là các khoản mục trong báo cáo tài chính được ghi là gì. Đó, chúng ta cần phải biết. Ví dụ ở trường hợp này, đối với công ty cổ phần cơ điện này có cái phần các khoản phải thu ngắn hạn đấy ạ. Năm ngoái có 1.965 tỷ, nhưng 2019 quý 3 thì đã là 3.358 tỷ rồi. Thì trong đó cái phần tăng lớn nhất đó là khoản phải thu ngắn hạn khác. Khoản thu ngắn hạn khác thì khoản thu ngắn hạn khác tăng từ 369 tỷ lên 1.596 tỷ. Nó là cái gì thì chúng ta cần phải hiểu được ở cái cấp độ 1 này. Thì đó chính là tạm ứng đầu tư dự án đó, tức là cái công ty cổ phần cơ điện này họ ứng trước một phần tiền để chuẩn bị đi mua một cái dự án mới. Đó. Thì khi hiểu được như thế thì chúng ta sẽ đánh giá được cái khoản mục này nó có rủi ro hay không, nó có tác động như thế nào đến công ty cổ phần cơ điện lạnh này. Đó. Thì đấy là những cái mà ở level 1 chúng ta cần phải hiểu. Thì ở cái level 1 như tôi vừa trình bày ở trên thì không ai giỏi hơn là các bạn kế toán viên. Đó. Tuy nhiên chỉ nắm được level 1 không thôi thì chưa đủ để chúng ta có thể chiến thắng trong cái việc đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán này. Bởi vậy rất nhiều bạn cho rằng ui tôi học kế toán đây mà cuối cùng tôi ứng dụng vào chả đúng gì cả. Thì đó là một điều đương nhiên thôi. Bởi vì cấp độ đó các bạn kế toán rất thành thạo, nhưng để đầu tư cổ phiếu thì cần phải những cái cấp độ khác, hiểu biết khác và hiểu biết nhiều hơn, sâu hơn, đánh giá sát hơn. Thì sau đây thì chúng ta cùng đi vào cái cấp độ 2 trong phân tích báo cáo tài chính đối với việc đầu tư cổ phiếu. Đó là thành thạo việc phân tích đánh giá các chỉ số trong quá khứ. Điều này tôi thường thấy các nhà đầu tư trên thị trường hay áp dụng nhất. Họ thường lôi ra các cái chỉ số trong quá khứ như EPS, tức là lợi nhuận trên mỗi một cổ phiếu, hay là book value, tức là giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu, hay là PE, hay là ROA, tức là lợi nhuận trên tổng tài sản, hay là ROE, lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu, hay là ROS, đó, hay là ROS, hay là DAR, hay là rất nhiều chỉ số khác, có đến 50-60 chỉ số. Đó là các chỉ số liên quan đến vòng quay hàng của tồn kho này, vòng quay khoản phải thu này, khả năng thanh toán này, khả năng trả lãi trả nợ này. Đó, rồi là phân tích DuPont vân vân và vân vân. Thì ở cấp độ 2 này
là việc phải thành thạo được rất nhiều các cái chỉ số như trên. Đó. Và đối với cấp độ 2 này thì không ai là giỏi hơn so với các cái giảng viên đại học chuyên dạy về phân tích báo cáo tài chính cả. Tuy nhiên, có phải các giảng viên ai đầu tư cũng thành công không? Thực tế, qua việc tiếp xúc rất nhiều năm với rất nhiều các cái thầy cô dạy về đầu tư chứng khoán ở rất nhiều các cái trường ví dụ danh tiếng nhất ở Việt Nam, ví dụ như là Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng hay là Đại học Ngoại thương, thì tôi nhận thấy rằng đa phần họ đều lỗ trên thị trường này. Vì sao lại vậy? Bởi vì những cái chỉ số này nó chỉ phản ánh quá khứ là chủ đạo mà thôi. Hơn nữa, những cái giảng viên trong cái trường đại học này không phải tất cả họ đều có những cái kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn trên thị trường, thắng trên thị trường, mà đa phần họ đơn giản học xong đại học, học lên cao học, học lên tiến sĩ và họ theo sách họ đào tạo. Thì tôi không nói cái này nó không ok, mà vấn đề ở chỗ trong sách nó là một cái gì đó nó gọi là tiêu chuẩn hóa rồi, còn khi ứng dụng vào thực tế thì nó cần phải linh động, cần phải phù hợp và cần phải tinh tế hơn. Và đặc biệt là những cái số liệu quá khứ chỉ quyết định đến 20-30% trong báo cáo tài chính mà thôi, mà quan trọng nhất thì chúng ta phải suy ra được những cái trong tương lai đó, suy ra được trong những tương lai, rồi là sau đó thì chúng ta suy ra được những cái dấu hiệu rủi ro trong báo cáo tài chính hay là dấu hiệu cơ hội trong báo cáo tài chính là gì, thì khi đó chúng ta sẽ nâng lên được một level cao hơn. Thì sau đây chúng ta cùng đến với cấp độ 3. Theo tôi và Ezefin phân cấp ra thì ở cấp độ 3 này, nhà phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư cổ phiếu là người phải nhận diện được các cái gian lận trong báo cáo tài chính là những cái gì, để từ đó loại bỏ được ra những cái cổ phiếu kém chất lượng, những cổ phiếu rác mà chúng tôi đánh giá ở trên thị trường này. Hiện nay năm 2019 có khoảng 1.500, 1.600 mã niêm yết. Tuy nhiên, cái số lượng cổ phiếu rác nó lên đến khoảng hơn 1.000 cổ phiếu rồi. Bởi vậy, việc đạt đến cấp độ 3 này, nhận diện được các gian lận này trong báo cáo tài chính cơ bản đã giúp chúng ta có được một phần chiến thắng rồi. Bởi vì chúng ta đầu tư vào top những cái doanh nghiệp không gian lận thì về cơ bản chúng ta đã thắng rồi. Đó. Vậy cấp 3 này cụ thể là gì? Thì sau đây tôi sẽ cùng các bạn đi đến từng phần. Trước tiên đó là đánh giá được rủi ro thông qua, một là tỷ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu này tăng lên liên tục và cao bất thường, thì đây là một cái rủi ro khá lớn. Hay là hai là thu nhập khác hoặc thu nhập tài chính tăng cao bất thường chẳng hạn. Hay là ba, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục âm hoặc dòng tiền từ hoạt động tài chính liên tục dương trong nhiều năm liên tiếp thì là rất rủi ro. Hay level 4 là các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho hoặc tài sản cố định chiếm phần lớn tài sản. Các bạn có thể ngay lập tức lên kiểm tra các cái cổ phiếu ví dụ như KLF, FLC, KSA, KSS, KSK đó, và hàng trăm cổ phiếu khác. Các bạn thấy được rằng là các cái khoản phải thu của nó có khi chiếm đến 80-90% tài sản. Như tôi hay thường nói câu chuyện đó là một ông tự nhận mình là triệu phú và khoe nhà tôi có 1.000 con vịt chẳng hạn, thì trong chuồng đâu đó ta chỉ thấy có 10 con thôi. Vậy thế 1.000 con ở đâu? Thì ông ta liền chỉ lên trời, đó là 990 con nó đang bay ở trên kia kìa. Đó, các khoản phải thu lớn nó thường như thế đấy, rất rủi ro. Đó. Rồi là thứ năm là liên tục phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng lần chẳng hạn. Ngoài là các trường hợp loại trừ là công ty con của các tập đoàn siêu lớn, ban đầu họ mở với quy mô rất nhỏ để thử nghiệm rồi sau đó họ tăng vốn rất lớn ra, thì còn lại đa phần đều là những người doanh nghiệp ảo tăng vốn bằng lần để có thể lên sàn bán giấy cho cổ đông. Đó, lùa gà cổ đông và lừa lọc cổ đông. Đó. Thì việc nhận diện được các cái gian lận trong báo cáo tài chính này là một cái cấp độ cũng khá là cao trong phân tích báo cáo tài chính đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu chỉ nhận diện được các cái rủi ro không, các cái gian lận thôi, thì chúng ta vẫn chưa thể tìm được ra các cái cơ hội mang lại lợi suất cao được và vẫn chưa thể an tâm trong cái việc chiến thắng được thị trường và thu được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Bởi vậy, chúng ta cần đến một cái cấp độ cao hơn, đó là cấp độ thứ tư. Trước khi đến với cấp độ thứ tư thì tôi có thể trao đổi các bạn rằng ở cấp độ 3 này thì không ai giỏi bằng các bạn kiểm toán viên của các công ty kiểm toán hàng đầu. Tuy nhiên, mọi người có thể thấy rằng không phải cứ các bạn kiểm toán là các bạn đầu tư đã thắng lợi và chắc chắn đó. Vì thế cho nên lý do chúng ta đến với cái cấp độ thứ tư là như vậy đó. Thứ tư đó là chúng ta cần phải nhận diện được ra các cái cơ hội trong báo cáo tài chính. Khi một nhà phân tích báo cáo tài chính đạt đến một cái level tương đối cao rồi thì cái việc nhận diện rủi ro nó rất dễ dàng và đơn giản. Về cơ bản, như chúng tôi thì chúng tôi chỉ nhìn qua báo cáo tài chính của một công ty, trong vòng 30 giây chúng tôi biết nó có rủi ro hay không. Còn để phân tích kỹ rủi ro là gì, tất nhiên phải mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ cần 30 giây đến 1 phút để chúng tôi có thể loại bỏ một doanh nghiệp. Chính vì thế, cho nên cái việc nhận diện cấp độ 3
là nó cũng tương đối quan trọng như vậy. Tuy nhiên sau này khi level cao hơn nó cũng không phải là quá quan trọng rồi, mà cái mục tiêu của chúng ta cuối cùng là phải tìm ra các cái cơ hội mang lại lợi nhuận. Thì ở level 4 này đó là nhận diện các cơ hội trong báo cáo tài chính. Yeah. Thì đây là những cái cơ hội nó mang tính ngắn hạn từ 2 năm đổ xuống, 2 năm đổ xuống thì gồm có các cái cơ hội như ví dụ như là tồn kho lớn, tích được tồn kho giá rẻ chẳng hạn. Ví dụ như là mọi người hay trao đổi Hòa Phát năm 2016-17 chẳng hạn, họ tích được lượng hàng tồn kho rất rẻ. Và sau đó khi giá thép ở trên thị trường tăng lên rất cao và họ thu được lợi nhuận rất lớn. Hai ngày trước có DRC là công ty cổ phần cao su Đà Nẵng chẳng hạn, họ cũng đã tăng được lợi nhuận lên đến cả chục lần vào cái giai đoạn 2009. Hay gần đây thì vẫn có các cái công ty mà có được cái tồn kho giá rất rẻ, ví dụ Nam Long chẳng hạn. Nam Long khi mà thị trường bất động sản mà vào cái vùng gọi là tăng trưởng tốt ấy, thì Nam Long là một trong cổ phiếu tốt nhất, bởi vì họ có cái quỹ đất rất lớn và giá rất rẻ. Tiếp theo đó là nhận diện các cơ hội, ví dụ như là doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều 3 năm năm chẳng hạn. Điều này có thể chưa nói lên nhiều điểm, nhưng tuy nhiên vào một dịp nào đó tôi có thể trao đổi sâu hơn với các bạn, bởi vì đây là một điều đặc biệt quan trọng. Thứ ba là ví dụ các cái tồn kho thành phẩm lớn chủ yếu chờ chuyển giao chẳng hạn, người mua tiền trả tiền trước, thì cái việc này thì chúng tôi đã áp dụng rất tốt vào cái các cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cách đây 2 năm chẳng hạn và thu được lợi nhuận rất lớn, hay là các cái cổ phiếu bất động sản cách đây 3 năm chẳng hạn, hay là gần đây nhất thì chúng tôi có cái cổ phiếu HDC cũng mang lại cái lợi nhuận rất tốt nhờ những cái dấu hiệu này, hay là biên lợi nhuận thấp do giai đoạn đầu mới đầu tư lớn khấu hao nhiều hoặc do đang phục hồi sau khó khăn đó. Ví dụ như là cái cổ phiếu NT2 chúng tôi cũng kiếm được lợi nhuận rất cao từ cái việc nó giai đoạn đầu mới vận hành nó chưa được full công suất, mà trong khi khấu hao phải trích rất nhiều, chi phí lãi vay rất lớn đó. Và 2012, 13, 14 sau đó thì khi nhà máy hoạt động ổn định thì lợi nhuận mang lại rất cao. Hay là cổ phiếu DHA chẳng hạn, năm 2013, 14 thì họ còn bốc bóc cái lớp đất đá ở cái mỏ đá đi, thì khi đó thì lợi nhuận chưa có nhiều. Tuy nhiên từ 2015 đổ đi là lợi nhuận tăng rất cao, bởi vì khi đó họ đã hoàn thành cái việc đầu tư ban đầu rồi đó. Hay là ngay cả Hòa Phát năm 2019 này chẳng hạn, thì chúng tôi cho rằng là 2020 này Hòa Phát sẽ có cái khấu hao và trả lãi vay rất là lớn. Như vậy là chỉ cần đến chu kỳ sau của kinh tế, hoặc là kinh tế nếu vẫn phát triển tốt, thì đến 2021 có thể là năm bùng nổ lợi nhuận của Hòa Phát. Đó. Rồi hay là dự phòng lớn có cơ hội được hòa nhập chẳng hạn, thì cái này cụ thể nhất là ngành banh, ví dụ như cổ phiếu ACB hay là MBB hay là Techcombank chẳng hạn. Thì ACB và MBB chúng tôi đầu tư rất lớn là đầu năm 2017 và sau đó thu được lợi nhuận rất cao nhờ cái việc là kinh tế tốt lên, các cái lượng tiền mà ngân hàng bỏ ra trích lập cho cái nợ xấu trước đó thì đến nay đã xử lý được các cái quản lý và cuối cùng họ hoàn nhập lại rất lớn. Ví dụ ACB chẳng hạn, ngày xưa dính vụ bầu kia thì có trích lập rất lớn cho nhóm G6, G7 đó, rất nhiều tỷ. Thì đến bây giờ 2017, 18 và 2019 này nữa thì ACB đã hoàn nhập được một lượng rất lớn, từ đó tạo ra cái lợi nhuận rất là cao, thì khi đó giá cổ phiếu nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng rất tốt đó. Và ở cấp độ 4 này, nếu ai đạt được cái level này, chúng tôi cho rằng họ cũng đã đạt được một mức độ tương đối cao trong cái việc phân tích báo cáo tài chính đối với nhà đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở cấp độ 4 không, thì các bạn cũng chỉ là những nhà đầu tư mang tính chất tương đối ngắn hạn và trung hạn mà thôi, và cái độ chắc chắn nó vẫn không thể quá cao đó, không thể quá cao. Và cái việc này chỉ vận hành những cái đồng vốn tương đối nhỏ mà thôi, chứ không thể vận hành được một danh mục rất là lớn sau này chẳng hạn. Ví dụ sau này khi các bạn quản lý quy mô lên đến 100 tỷ, 200 tỷ, thậm chí nhiều hơn rất nhiều như chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi quản lý các cái khách hàng tổ chức, một nhóm khách hàng đó lên đến cả ngàn tỷ chẳng hạn, thì cái việc chớp các cái cơ hội ngắn như thế này sẽ không mang lại hiệu quả nhiều, và nhiều khi nếu mà không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị kẹt vốn ở đó, rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên để có thể vận hành được một cách trơn tru đầu tư giá trị trong lâu dài bền vững với cái quy mô vốn rất lớn, thì chúng ta cần phải đạt đến cấp độ cao hơn, cấp độ cuối cùng mà AZFIN gọi là cấp độ 5. Đó là phân tích báo cáo tài chính dưới một góc độ nhà đầu tư thực thụ và bản lĩnh. Thì chúng tôi cho rằng trước tiên ở cái cấp độ này thì chúng ta phải nhìn thấy báo cáo tài chính là một cái khung cảnh gọi là sơn thủy hữu tình, sinh động và phản ánh thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không phải là những con số khô khan ở trong báo cáo tài chính. Đó. Nếu nhìn những con số khô khan thì chúng ta không thể hình dung ra được một cái điều gì về doanh nghiệp cả, nó chỉ là cả con số thôi. Tuy nhiên ở cái level cao nhất này thì khi nhìn các cái con số trên báo cáo tài chính thì chúng ta mường tượng ra được, suy ra được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế này, như thế này. Đó. Ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn, đang nhìn báo cáo tài chính chúng ta có thể thấy rằng cái lượng hàng tồn kho nó đang tăng lên khá lớn. Đó. Nếu
Nhìn kỹ thì chúng ta biết rằng à đây là Hòa Phát đang tích cái nguyên vật liệu để cho các cái lò cao ở Dung Quất chuẩn bị đưa vào hoạt động. Và vì sao lại biết được các lò cao ở Dung Quất chuẩn bị vào hoạt động? Đó là chúng ta nhìn vào cái tài sản xây dựng cơ bản dở ra. Hết quý 3, cái lượng tài sản này lên đến 48-49 nghìn tỷ. Đó, trong khi tổng mức đầu tư dự án này khoảng 52 ngàn tỷ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nó cơ bản đầu tư đã gần xong rồi và sắp đi vào hoạt động. Chứ không phải cái hàng tồn kho của Hòa Phát cao trong quý 3 là do Hòa Phát bán ế hàng. Đó, thì nhìn vào các con số đó chúng ta có thể mường tượng ra được những điều như thế. Đó, những điều như thế. Thì khi đó mọi việc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và ngược lại, khi chúng ta nhìn thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó, như là nhìn ở nhà máy đang hoạt động như nào, công trường ra sao, cửa hàng thế nào, thì chúng ta sẽ biết rằng nó phản ánh vào trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Đó, chỉ có thể là nhìn cái báo cáo tài chính nó sinh động thì chúng ta mới mường tượng ra, chúng ta mới có thể suy luận ra, đánh giá được cái tình hình thực tiễn doanh nghiệp đang kinh doanh ra sao, đang kinh doanh ra sao. Đó, thì khi đó mới mang lại được những cái hiệu quả cao, hiệu quả tuyệt vời cho là nhà đầu tư. Vì sao mà chúng tôi nhìn MWG, chúng tôi có thể biết rằng doanh nghiệp này có thể tăng trưởng trong vòng tối thiểu 5 năm tới. Đó, đó đơn giản là chúng tôi có thể hình dung ra được thực tế kinh doanh từ cái báo cáo tài chính mà thôi. Đó. Tiếp theo, ở trong cái cấp độ 5 này thì cái phần 2 chúng ta cần phải hướng đến, đó là phân tích báo cáo tài chính phải nhận diện được lợi thế cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp qua một số chỉ tiêu rất đơn giản mà thôi. Đó. Mọi thứ đều phản ánh qua các con số hết. Thứ nhất là về lợi thế cạnh tranh nào, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh nào hay là không có lợi thế cạnh tranh. Thì cái việc lợi thế cạnh tranh có thể phân ra rằng doanh nghiệp có một trong năm các lợi thế cạnh tranh sau, hoặc có thể nhiều hơn một, hoặc có thể không có lợi thế cạnh tranh nào. Như là tài sản vô hình có giá trị chẳng hạn, ví dụ như Starbucks chẳng hạn, rõ ràng là cái thương hiệu của họ rất có giá trị. Bởi vậy cùng một cốc cà phê họ có thể bán được với giá cao hơn. Hay là điện thoại của Apple chẳng hạn, hay là nhà của Vinhome ở Việt Nam chẳng hạn. Tiếp theo là chúng ta nhìn trong báo cáo tài chính, chúng ta có thể biết được lý hiệu doanh nghiệp ý có lợi thế cạnh tranh là cái chi phí sản xuất thấp không. Thì nhìn qua báo cáo tài chính của Vinamilk, của Hòa Phát thì dễ dàng nhận thấy rằng doanh nghiệp này đang có chi phí sản xuất rất thấp so với các doanh nghiệp khác. Hay là nhìn vào báo cáo tài chính, chúng ta cũng có thể biết được rằng cái chi phí chuyển đổi, cái lợi thế này nó thể hiện qua cái gì đó. Rồi hay là lợi thế cạnh tranh về mạng lưới chẳng hạn. Đó, đấy là chúng ta phải nhận ra cái đó. Đó. Rồi tiếp theo là chúng ta còn phải đánh giá được từ báo cáo tài chính này, đánh giá được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp có sâu và rộng hay không, có bền vững hay không, hay cái này nó chỉ là nhất thời. Doanh nghiệp mua được một lô hàng nguyên vật liệu giá rẻ, rồi quý đó có lợi nhuận, sau đó mất hút. Đấy, chúng ta phải biết đấy là tạm thời hay là đấy là một cái lợi thế cạnh tranh bền vững và lâu dài. Đó. Và ở cấp độ thứ 5, cái phần 3 chúng ta cần phải hướng đến, đây là một phần đặc biệt quan trọng. Và chỉ có nhiều người phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư cổ phiếu lâu năm và rất chuyên sâu, tối thiểu tôi cho rằng phải, ở Việt Nam phải tối thiểu phải 10 năm, từ báo cáo tài chính sẽ nhận diện ra được cái phong cách quản trị của doanh nghiệp như nào, chất lượng và tính cách của lãnh đạo ra sao, khẩu vị rủi ro của họ như thế nào và ứng xử với cổ đông có tốt hay không. Đó. Tôi lấy ví dụ đơn giản là thông qua cái kết cấu nguồn vốn chẳng hạn, thì cũng đánh giá được cái khẩu vị rủi ro của lãnh đạo doanh nghiệp như nào. Ví dụ một doanh nghiệp như Vinamilk chẳng hạn, đó, hay Hòa Phát chẳng hạn, cho dù họ có mở rộng rất nhiều, tuy nhiên nhìn kết cấu nguồn vốn có thể thấy đây là những lãnh đạo tương đối chắc chắn và thật chắc. Hay nhìn FPT cũng thế thôi, rõ ràng đây là một doanh nghiệp rất chắc chắn thông qua cái cơ cấu nguồn vốn của họ. Rồi việc ứng xử cổ đông, chúng ta nhìn thấy rằng Vinamilk hay FPT hay Retech chẳng hạn, thì những doanh nghiệp này chi trả cổ tức rất đều đặn là thứ nhất, thứ hai có xu hướng tăng trưởng, thứ ba nữa là họ chi trả vào các cái thời gian rất định kỳ, rất chuẩn chỉ. Nó cho thấy lãnh đạo doanh nghiệp rất là tôn trọng cổ đông và họ đối xử một cách tử tế công bằng với cổ đông, rất là công khai minh bạch. Đó, ví dụ như thế. Đó. Thì để mà nhận diện ra những cái này thì báo cáo tài chính làm được điều đó. Và khi làm được điều này thì chúng ta có thể đánh giá được sự bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Một doanh nghiệp mà luôn luôn đua vào các dự án mạo hiểm chẳng hạn, thì trong tương lai chắc chắn là không hề êm đềm, thậm chí dẫn đến phá sản. Ví dụ ô tô TMT chẳng hạn, các bạn có thể nhìn rất rõ ở trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp này rất rủi ro, một đồng vốn vay một đống nợ này. Hay như ngày xưa thì có một thời Hoàng Anh Gia Lai cũng vậy,
hay là hoa sen hay là nam kim chẳng hạn, là những ví dụ cụ thể, hay là trong xây dựng là cổ phiếu hòa bình chẳng hạn. Đó. Rồi tiếp theo, nhận diện được thì chúng ta có thể đánh giá được là doanh nghiệp này có đáng tin cậy không để cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta yên tâm đầu tư hay không. Bởi vì chúng ta đầu tư cổ phiếu đơn giản là nhà đầu tư tài chính. Chúng ta không quyết định được toàn bộ quản trị của doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng ta không quyết định được các chính sách của họ. Bởi vậy, để đầu tư có hiệu quả, chúng ta cần phải nương nhờ vào các cái doanh nghiệp có lãnh đạo tử tế. Đó. Đối xử tốt với cổ đông. Thì khi đó chúng ta mới được hưởng lợi. Còn không, những cái lãnh đạo doanh nghiệp chỉ vì mình thôi thì họ sẽ bất chấp tất cả quyền lợi cổ đông, làm tổn hại đến chúng ta. Đó. Thì một lãnh đạo hay là một công ty có văn hóa tốt thì nó thể hiện qua các yếu tố. Ví dụ như là cái đầu tiên là phải là một doanh nghiệp định hướng vào khách hàng. Chỉ có định hướng vào khách hàng thì mới có thể phát triển bền vững và lâu dài. Đó. Rồi là sự lãnh đạo của công ty thông qua các cái công bố thông tin, các cái chính sách cổ tức, chính sách này, chính sách kia. Đó. Rồi là cái công ty nó có dân chủ hay không, hay là chỉ có một người lãnh đạo độc tài mà thôi. Đó. Rồi là cái hệ thống điều hành, hệ thống quản trị của họ có liên tục được cải tiến không? Đó, có liên tục được update không? Có hiện đại không? Có hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp hay không? Hay là tụt hậu? Thì đấy là những cái yếu tố cần có. Và tiếp theo, ở trong cấp độ 5 này, nhà đầu tư, nhà phân tích báo cáo tài chính cần phải đạt được. Đó là cuối cùng chúng ta phải tóm gọn lại. Trong một đống báo cáo tài chính, một đống số hỗn độn như thế, chỉ cần 4 chỉ số tài chính mà thôi. Rất đơn giản để có thể đưa ra được kết luận về doanh nghiệp, chứ không phải như học trong sách phân tích báo cáo tài chính nó lên đến 5 70 chỉ số, thậm chí 100 chỉ số không làm gì cả. Đó. Thì thông qua 4 chỉ số này, chúng ta có thể làm được các vấn đề sau. Một là đánh giá được sức khỏe tài chính trong tương lai thế nào. Ví dụ Hòa Phát gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi lo ngại về tình hình nợ vay của Hòa Phát khá lớn, liệu có ảnh hưởng đến tương lai không? Nhờ việc nhìn nhận được báo cáo tài chính một cách sâu sắc kết hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy rằng tình hình sức khỏe tài chính của Hòa Phát hoàn toàn bình thường, thậm chí rất khỏe là khác. Bởi vì sao? Bởi vì tỷ lệ nợ vay của Hòa Phát bây giờ mới có 80% thôi trên vốn chủ ấy. Tức là vốn chủ 100 tỷ thì nợ vay khoảng hơn 80 tỷ một chút này thôi. Đó, 80 tỷ một chút này thôi. Và đặc biệt một điều rất hay là về cơ bản Hòa Phát đã đầu tư gần xong dự án rồi. Thì cái luồng tiền sinh ra chỉ cần quý 4 này thôi và quý 1 năm tới thôi là hoàn toàn đủ cái việc mở rộng hoàn toàn các nhà máy rồi, chứ không cần phải vay thêm một đồng nào. Còn nếu mà Hòa Phát mới chỉ hoàn thành được 1/3 dự án thôi chẳng hạn, mà nợ vay đã lớn như thế thì chứng tỏ tương lai sẽ rất rủi ro. Đó. Tuy nhiên Hòa Phát đã gần hoàn thành rồi, do đó nợ vay sẽ không tiếp tục tăng, trong khi vốn chủ sở hữu sẽ tăng mạnh hơn nhờ lợi nhuận giữ lại. Bởi vậy cho nên tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu sẽ ngày càng giảm xuống. Đó. Và cái sự an toàn của Hòa Phát trong tương lai là rất hoàn toàn. Đó. Hay là rút ra được cái kết luận về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời dài hạn 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới của doanh nghiệp ra sao. Tất nhiên có những cái doanh nghiệp tốt nhưng mà rất khó đánh giá dài hạn, có sự biến động rất lớn phụ thuộc vào thị trường thì chúng ta chỉ tính đánh giá được 3 năm thôi. Tuy nhiên có những doanh nghiệp rất ổn định, chúng ta có thể đánh giá được 5 năm đến 10 năm. Ví dụ như cổ phiếu phân phối nước của VAV chẳng hạn, hay là VCW, hay là TDM, thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được 5 năm đến 10 năm đối với các doanh nghiệp này. Rồi là chúng ta kết luận được cái dòng tiền của doanh nghiệp nó mạnh yếu ra sao, tương lai nó sẽ mạnh vào năm nào, yếu vào năm nào, và nó đi về với cổ đông là bao nhiêu, nó có bền vững hay không. Đấy là tất cả những cái cấp độ 5 cần phải đạt được. Và khi đạt được cái đến level này thì chúng tôi tin rằng các bạn lựa chọn cổ phiếu tỷ lệ sai chỉ dưới 20% mà thôi. Tức là các bạn lựa chọn ra được 10 doanh nghiệp thì cùng lắm các bạn sai ở 2 doanh nghiệp mà thôi. Đó. Sai ở đây là không mang lại cái hiệu quả cao, chứ không phải sai ở đây là tìm ra các cái doanh nghiệp lởm lẫn trong đó đâu. 10 doanh nghiệp đều là doanh nghiệp cơ bản cả, nhưng mà các bạn tỷ lệ sai sẽ nhỏ hơn 20%. Và tỷ lệ sai nhỏ đến đâu thì phụ thuộc vào cái mức độ thành thạo của các bạn đi đó. Đó. Thì trên đây là tôi trình bày về 5 cái cấp độ của phân tích báo cáo tài chính. Thì sau đây tôi sẽ tóm tắt lại và kết luận lại cùng với các bạn về cái chủ đề ngày hôm nay. Trước tiên là ứng dụng phân tích báo cáo tài chính không hiệu quả không phải là do phân tích báo cáo tài chính không có tác dụng gì ở Việt Nam cả, mà vấn đề là do
chúng ta chưa đạt đến cái cấp độ phân tích báo cáo tài chính theo định hướng đầu tư, theo góc độ của một nhà đầu tư. Nhiều lúc chúng ta phân tích báo cáo dưới góc độ của một kế toán viên thì tất nhiên cái xác suất để chúng ta thành công nó rất thấp rồi. Bởi lẽ nếu mà áp dụng kế toán vào để có thể thành công được thì có phải là cả cái đất nước này lên đến cả vài trăm nghìn kế toán thì họ đều thành công hết phải không? Đó. Mỗi người có một công việc riêng, thành ra không thể áp dụng cái việc của kế toán viên vào được. Hay là không thể cho rằng tôi là một người làm kiểm toán lâu năm, tôi có thể phân tích báo cáo tài chính và đánh giá để đầu tư cổ phiếu được. Chúng tôi không hề đánh giá thấp các cái bạn ý, mà vấn đề ở khía cạnh các bạn ý khác ạ. Vai trò của các bạn là đi soi báo cáo tài chính đó, đi tìm ra dấu vết đó, đi đánh giá cái sự cân đối, sự phù hợp mà thôi. Còn để mà đánh giá cái hiệu quả trong đầu tư, nó phải là định hướng đến tương lai, thì các bạn ấy không làm điều đó do nghề nghiệp các bạn ấy. Hay là các giảng viên đại học chẳng hạn, chuyên về đầu tư cổ phiếu chẳng hạn. Đó. Thứ hai là phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư chứng khoán là một trường phái riêng biệt và rất nghệ thuật so với các lĩnh vực khác. Đó, như tôi vừa trình bày. Thứ ba là cao nhất của phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư cổ phiếu ấy là phải rút ra được các cái kết luận tương đối toàn diện về doanh nghiệp như ở level 5 tôi đã trình bày, để đánh giá được doanh thu lợi nhuận có bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp hay không. Ngoài ra, nhìn vào những cái đó cũng có thể biết được rằng cổ đông liệu nhận được cái gì hay không, hay là doanh nghiệp chỉ trưng bày ra đấy cho đẹp mà thôi và chúng ta không được hưởng cái gì cả. Đó, đó là cái cao nhất của phân tích báo cáo tài chính. Và để có thể thành thạo việc phân tích báo cáo tài chính ứng dụng vào trong đầu tư cổ phiếu thì cần tối thiểu 3 đến 6 tháng học liên tục không ngừng nghỉ. Cơ bản là học về lý thuyết, học về khẩu quyết tâm pháp đấy ạ. Còn để mà thành thạo ứng dụng hiệu quả thì chúng ta cần phải mất tối thiểu đến 3 năm ứng dụng liên tục vào các cổ phiếu. Sai lại sửa, sai lại sửa. Đó, khi đó thì chúng ta mới có thể đạt được cái level cao nhất này. Đó, thì như tôi nói ở trên, khoảng thời gian ở trên là tối thiểu, chứ không phải là ai cũng có thể đạt được. Đó, tuy nhiên qua kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính mười mấy năm trên thị trường, chúng tôi nhận thấy rằng riêng về cái mảng phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư này, chỉ cần cần cù, chăm chỉ và bền bỉ liên tục thì sẽ đạt được. Còn nếu ai cậy thông minh mà ẩu thì rất dễ gặp phải thất bại nhanh chóng. Đó. Và nội dung tiếp theo tôi sẽ trình bày với các bạn là gì trong cái series này. Thì trong cái series phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu này, thì ở clip thứ hai tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn về đọc hiểu và đánh giá cân đối kế toán với cái cấp độ thứ 3 và thứ 4. Đó. Còn cấp độ 5 thì chưa đâu. Thứ hai, clip thứ 3 tiếp theo đó là đọc hiểu và đánh giá kết quả kinh doanh cũng ở cấp độ 3 và 4. Thứ ba là đánh giá lưu chuyển tiền tệ cũng ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Còn phân tích báo cáo chuyên sâu ở cấp độ cao nhất, cấp độ 5, thì do khó, rất khó có thể trình bày ở trên cái clip này. Và thực sự nó cần một sự tương tác và thực hành rất bài bản và rất cẩn thận. Thì do đó là nó sẽ chỉ có trong cái lớp phân tích báo cáo tài chính tại EZFIN Việt Nam hàng tháng diễn đàn này thôi. Các bạn có thể đến tham gia thử 2 buổi miễn phí. Đó. Sau đó cảm thấy phù hợp thì theo tiếp, còn không thì thôi. Đó. Thì đấy là nội dung của các cái clip tiếp theo tôi trình bày. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày này. Và hẹn các bạn ở các cái clip tiếp theo.